Chương trình này được bảo trợ bởi Loan Factory 714-444-9999, thắp bạn so sánh. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Tại McDonald's, chọn hai bánh giữa McChicken, McDouble hay Hot and Spicy McChicken chỉ có $3.50. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 3 của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Trước phần quảng cáo thì anh Nguyễn Trường đang nói đến chuyện là bắt đầu đầu tuần này là mình có lễ Labor Day, lễ lao động, mọi người đi chơi vân vân. Nhưng mà quý vị cũng nhớ là cuối tuần này đó là những người mà đã được hưởng, đang hưởng cái tiền trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang California nó sẽ chấm dứt vào cuối tuần này. Cho nên là tiền bạc cũng có nên hơi eo hẹp trở đi. Có nghĩa là liên bang, nhiều tiền này là tiền của liên bang chứ không phải là của tiểu bang không. Nhưng mà ý nói là California hết tuần này là bởi vì California theo đúng cái nhận đủ cái sự trợ cấp của liên bang. Chứ trong khi đó thì tới 20 mấy tiểu bang khác á, là họ đã chấm dứt cái chương trình này từ mấy tháng trước rồi, bởi vì người ta không chịu đi làm. Thì quý vị nhớ nha, hết tuần này là mình hết tiền, những người mà đang còn nhận tiền trợ cấp thất nghiệp đó là hết rồi, phải quay trở lại với đời sống bình thường thôi. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua đó thì có hai trường học ở khu vực South Los Angeles phải gọi là lockdown, phong tỏa hoàn toàn bởi vì có vụ nổ súng xảy ra ở đây. Thì cái vụ đầu tiên đó là khoảng gần 2 giờ trưa thì nó xảy ra, cảnh sát nhận được một cái tin là có nổ súng ở ngay tại gần một cái trường học gọi là Sancti Education Complex. Thì khi mà cảnh sát tới nơi đó thì nhìn thấy là có một học sinh nam đã bị bắn ở ngay trong ở sân trường. Thì ngay lúc đó cảnh sát phải làm cái nhiệm vụ là giống như là cấp cứu tạm thời trong khi chờ những nhân viên y tế tới, rồi phong tỏa ngay cái trường đó. Tuy nhiên chỉ một chút sau đó thôi thì lại nhận được một cái tin là lại có một cái vụ bắn thứ hai xảy ra ở phía trước của một cái nơi mà giữ trẻ, Marble Primary Center. Ở đây là nơi mà giữ con nít. Thì ở đây á, không phải là ở trong cái khu vực của trường đó mà ở phía ngoài thì cũng một người đàn ông bị bắn sượt qua bên tay, cũng bị thương. Thì ngay lập tức thì cái trường mẫu giáo này cũng được phong tỏa. Thì hiện bây giờ đó, người ta đang điều tra, cũng chưa biết rằng là có phải là hung thủ là cái người mà nổ súng là cùng một người hay không. Rồi họ đoán là có thể là cùng một người thôi, nhưng mà chưa có cái gì là cụ thể hết. Nhưng mà đến 5 giờ chiều ngày hôm qua thì cái lệnh phong tỏa hai khu vực này đã được gỡ bỏ. Có nghĩa là ngày hôm nay thì hai trường này có thể đi học trở lại. Nhưng mà cái lệnh truy nã, cái người mà nổ súng vẫn đang được đưa ra. Thì người ta chỉ căn cứ vào những cái gì người ta thấy được ở lúc đó. Thì người ta mô tả đây là một người đàn ông Hispanic, rồi có tattoo ở trên tay phải hoặc tay trái vân vân. Thì ai có những cái thông tin gì về cái người nổ súng này thì có thể gọi cho những cái thám tử của cái khu vực là LA School Police. Qua một cái câu chuyện khác, nó có một cái bước ngoặt kỳ cục, thưa quý vị. Bước ngoặt kỳ cục hả? Bước ngoặt rất là kỳ cục nha. Ngày 20 tháng 8, khi mà đi Costco, ở một cái Costco ở quận hạt Riverside, thì một bà 23 tuổi, một cô 23 tuổi đi từ trong Costco đi ra, thì thấy một gia đình 7 người, thì đang ngồi ăn uống ở ngay cái quầy ăn uống ở ngoài Costco, thưa quý vị, như là pizza, hot dog gì đó. Thì khi mà thấy cái gia đình đã ngồi ăn thì bà mới để ý, bà nhìn 7 người thì có cha mẹ là 2 người nha, rồi 5 người con, 4 người và cha mẹ là Mỹ trắng, là người da trắng đó, và có một em tuổi teen là nước da màu đen. Bà ngạc nhiên, bà nói, ủa tại sao lại có người da trắng và người da đen ngồi chung với nhau ăn? Thì bà mới quay, lấy cái phone mình ra quay cảnh đó, rồi bà còn đưa lên trên mạng xã hội, Facebook, rồi là Instagram gì đó. Bà nói rằng là tôi tới phỏng vấn cái em này đó, thì em này mặt rất là buồn bã, tức là cái em da đen đó,
buồn bã và nói rằng là cha mẹ hay hãm hiếp em, hay là ức chế em, hay là gây đánh đập em ở nhà, hành hạ em, cho nên em rất là khổ và đang cần được sự giúp đỡ. Đã bà đăng lên cái mạng xã hội như vậy. Đó. Thì sau đó thì bà gọi 911, bà báo cáo rằng là đây là cái trường hợp mà tôi đã thấy được, chứng minh được, tôi thấy được ngay tại Costco đây đây. Đó, mà tôi không biết gia đình đó bây giờ sau khi mà đi ra khỏi Costco rồi, hai gia đình, cái gia đình nó lên chiếc xe rồi đi mất, rồi tôi không biết là họ ở đâu cả. Cho nên tôi đăng lên mạng xã hội để mong mọi người có thể tìm thấy được và cứu được cái em bé da đen đó ra khỏi gia đình đó, vì em đang bị hành hạ ở đây. Thế thì người ta sẽ vào cuộc. Đó, nhiều người sau khi mà nhận diện được cái gia đình đó thì mới biết cái gia đình đó là người ở Arizona. Rồi ông bố là một văn phòng, là có một văn phòng nhà sĩ đó. Ông là nhà sĩ, ông có một văn phòng nhổ răng ở ngay tại Arizona. Bà mẹ và 5 người con thì ở nhà, các em thì đi học bình thường. Cảnh sát cũng vào cuộc. Rồi khi mà được nhận diện lên á, thì bắt đầu nhiều người biết tới. Bắt đầu có nhiều người bỏ luôn cái địa chỉ nhà của cái nhà đó lên trên mạng nữa. Rồi bỏ luôn cái địa chỉ của cái ông bố mà làm nha sĩ lên trên mạng nữa, là cái văn phòng này nó nằm ở đây này này kia nè. Xin mọi người điều tra và coi coi tại sao là gia đình người Mỹ trắng này lại có em da đen ở đây. Một là bắt cóc nè, hai là sau đó. Thì khi mà vào cuộc điều tra rồi, cuối cùng vỡ lẽ ra đó, thì cái bà mà quay cái cảnh đó và gọi 911 thì bà mới vừa bị bắt xong. Tại sao? Chuyện đó là chuyện xạo. Bà đăng lên là chẳng có em nào kêu cứu bà hết, mà cũng chẳng có em nào mà nói rằng là đang bị ức hiếp ở nhà, hành hạ tôi ở nhà, xin bà cứu tôi này kia. Bà dựng lên hết. Bà chỉ thấy bà dựng lên để cho câu view. Tức là cái gia đình này rất là hạnh phúc, theo như cơ quan sở an sinh xã hội nè, rồi sở cảnh sát nè, rồi nhiều cái văn phòng tới để người ta thấy cái tin này nó cũng lạ đó. Người ta tới, người ta điều tra coi, người ta nói là các em tới trường đầy đủ hết, đi học ngon lành hết, rồi các em ở nhà khi phỏng vấn từng em một thì em nào cũng nói rằng là đâu có chuyện gì xảy ra ở nhà này đâu. Cho tới bây giờ thì họ không nói rằng là cái em da đen đó thì tại sao ở trong cái nhà đó, họ không cho biết là con nuôi hay là làm sao hết, nhưng mà chỉ biết rằng là gia đình rất là hạnh phúc. Tuy nhiên cái bà bị bắt này đó, bây giờ bà phải đối diện với nhiều cái ấy lắm. Khai man với cảnh sát là một nè, bỏ lên mạng xã hội những tin tức nè, để làm cho gia đình này bị những cái lời hăm dọa, đốt nhà rồi giết nè này kia, vì tưởng rằng là cái gia đình này hành hạ cái em da đen. Rồi cái văn phòng làm việc của cái ông bố này đó thì lại bị người ta tới ném đá bể kiến, rồi ông phải đóng cửa văn phòng lại vì không dám tới đó làm nữa, đủ thứ chuyện hết. Cuối cùng cái bà 23 tuổi này nó bà dựng chuyện lên, quý vị ơi. Chẳng có em nào, thì bà nói này nè, tôi đi theo họ ra xe luôn, thì cái em da đen lại ngoái đầu lại nói với tôi rằng là please cứu tôi với. Cuối cùng thì em da đen nó trả lời cảnh sát, đâu có, tôi đâu có nói gì với bà đó đâu. Câu chuyện xảy ra là từ ngày 20 tháng 8, ngày hôm qua thì bà lại bị bắt rồi, và đối diện rất là nhiều tội danh. Thưa quý vị, vừa định thưa quý vị để trình bày một câu chuyện của một gia đình Việt Nam, một cái câu chuyện rất là thương tâm, thì đèn đã nhấp nháy rồi. Xin mời quý vị cùng trở lại với Nguyễn Trường và Ngọc Lan sau phần bảo trợ thương mại.